Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 7 nha anh em. Rồi, thì mình đã nhận được rất là nhiều những cái yêu cầu của anh em. Nhưng mà đa số comment là comment xem chua. Không hiểu vì lý do gì nữa. Hòm Pandora này, hộp Pandora này anh em. Ngon đấy, mình sẽ lượm luôn đi. Ok, trận này thì mình đã chọn ra một cái ý tưởng mà nhiều anh em comment dã man. Đó chính là làm về Elise phiên bản chiến binh rồng 3 sao đi. Ok ok, anh em thích là được. Anh em nào mà có ý tưởng gì nó bá đạo hơn, nó biến thái hơn thì anh em phải comment cho mình nhá. 9 chiến binh rồng thì nó kiểu như là cộng 2250 máu luôn à. Mà giữa cái hệ chiến binh rồng này ấy, với cả con Swain và Elise thì nó lại có được một cái mối liên kết, đó chính là hóa hình. Hóa hình thì nó lại tăng máu thêm nữa. Cho nên là mình nghĩ đây là một trong những ý tưởng nó rất là tuyệt vời. Tôi là cực kỳ cần những ý tưởng xịn sò con bò như này nữa này. Anh em nào mà đang xem thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nhá. Đấy chính là những nguồn động lực lớn nhất để mình có thể làm ra những cái video mỗi ngày cho anh em xem. Anh em phải like, comment động lực cho mình nhé chứ. Toàn thấy comment xem chùa là như nào. Dỗi dã man luôn. Ok, thắng được bạn này không ta? Rồi luôn, bị thua luôn. Thua 5 trận liên tục rồi đây này. Toang rồi. Ấn chiến binh rồng thì mình có rồi. Còn nhện thì chưa thấy đâu. Ace này, Gna này, Hecarim à. Hecarim cũng chả kích hoạt được cái gì. Nico là bắt buộc phải có nha anh em nhá, đép tạm nhá. Nhện đâu? Kama này. Đây rồi, nhện đây rồi, nhện đây rồi. Cho nhện vào luôn. Cho nó cái ấn chiến binh rồng này. Nico thì rồi, bạn trà này có cái tên bạc khi mà chơi kiểu con say ra ấy. Nó hơi bị kinh khủng luôn anh em. Bạn này thì chơi cuồng lau này thì căng quá rồi. Tận dụng được gọi là toàn bộ những trang bị luôn. Còn mỗi cái nước mắt là anh ta gọi là chưa lắp cái sâu zin thôi. Chứ tôi thấy là mấy cái đồ này là lắp ổn rồi đấy. Mình đã bị thua 7 trận liên tục rồi anh em ạ. Quả kèo này có vẻ như là hơi khoai rồi. Mà chợt nhận ra là mình hiện nãy giờ là mình chưa búp cái ấn chiến binh rồng. Bảo sao là nó hơi bị yếu anh em nhỉ. Lỗi tôi rồi. Toàng quá là toàng luôn. Phải biến con nhện này thành Super Hero đi chứ, đúng không? Thành Spider-Man đi chứ. Cứ để như thế này là chưa thấy gọi là mạnh bảo sao. Xem sự thay đổi giữa 4 hóa hình thay vì 6 chiến binh rồng xem là nó sẽ như thế nào nhá. Bạn này gặp Thượng Long này, trái tim Thượng Long này. Thượng Long này mà kiểu như mà chúng ta có ấn nhỏ. Ấn mà chúng ta mạ vàng full cái bộ tộc Thượng Long rồi ấy. Anh em lắp ấn cho mấy cái con nào mà chúng ta mà cần ấy, kiểu chúng ta cứ roll là tỷ lệ tướng nó cũng ra có thì phải. Tôi chưa thấy cái ấn gọi là Thượng Long lần nào cả. Anh em nào mà thấy cái ấn Thượng Long không? Hay là bị xóa rồi? Nhẹ nào, đây chưa? Búp cái ấn chiến binh rồng phát là phải khác biệt ngay đúng không? Nhện bây giờ là hóa hình rồi. Cao hết. AC2 này, nhẹ này, được này. Ổn rồi đây. Cho con này vào đây đi. Con nào mà nó nhiều máu hơn ấy là anh em mình cứ phải gọi là ưu tiên. Đây, trang bị thứ 3 dành cho nhện thì như mình đã nói rồi. Găng bọc thạch là trang bị cuối cùng. Như này thì nó hơi thiếu cái khả năng hồi phục. Có thiệt không? Lại gậy à? Nhiều gậy đấy. Găng không có găng rồi. Mình sẽ bán con này đi.
4 vàng lên luôn đi. Mình cho thêm một thanh niên gấu này vào. Vậy là cấp độ 8 thì mình mới có thể chơi được, đó chính là đội hình sau chiến binh rồng và bốn hóa hình. Phải cấp cấp 8 anh em ạ. Nhưng mà mình đang muốn roll tìm cái con nhện 3 sao ở level 7 trước cái đã. Chứ level 8 thì nó cũng được nhưng mà lâu lắm. Lượng tiền mà chúng ta dành ở cấp 7 thì tỷ lệ nó cũng cao rồi. Mong là cái lõi công nghệ tiếp theo ấy là anh em mình có thêm chiến binh rồng hoặc là túi xẻng đi. Túi xẻng đi cho nó đẹp. Nhẹ này mây này cắn nè. Ok, thua có tính toán. Bạn này là cũng cũng thua hơi nhiều. Thua này chả thấy tính toán kiểu gì mà còn có 17 máu, 17 máu thế này. Tính toán ấy là hẹo rồi. Rồi loại gì đây? Ồ, rồi sang huy hiệu chiến binh rồng luôn. Được của nó luôn anh em ạ. Vậy thì xin luôn. Mình sẽ cho con Gna này vào đây. Chiến binh rồng mình sẽ ném cho thanh niên Nico nhá. Hợp lý rồi đấy. Hoặc là chúng ta mới có mấy cái lõi công nghệ như là huy hiệu của Cuồng Long hay là Đồ Long hay là bộ pháp gì đấy là cũng lấy được hết nha anh em nhé. Thì chúng ta có cái hòm hộp Pandora ấy, anh em cứ đổi lại thôi để dành đổ lại. Thế là cứ gọi là kiểu gì cũng ra cái ấn chiến binh rồng. Vậy là điều kiện để mình có thể đạt được cái cột mốc 9 chiến binh rồng bây giờ là đã có đủ rồi. Cái quan trọng hơn nữa là bây giờ chúng ta cần phải lên được cấp độ 9 và nhện 3 nữa. Con nhện này nó hơi thiếu hồi phục đấy. Cái loại đầu tiên mà nó ra chiến lợi phẩm thì ngon, hoặc là ở phước lành vũ trụ anh em có thể ưu tiên hai cái lõi đấy. Rồi chúng ta lắp gọi là combo đồ thế giới cho nhẹ nhá. Mà này có cái hiệu ứng mờ ảo này, kiểu như là 5 giây đầu tiên thì những cái vị tướng Huyễn Long nó sẽ được bất tử. Lily này, đố anh em biết con nhện này sợ nhất là cái gì? Thứ nhất là dịch khổng lồ, thứ hai là phong kiếm, thứ ba ấy là solo mùa 1 với Yasuo. Đấy, chứ con nhện này anh em, tôi bảo với anh em rồi, nó kiểu biến thái mà Riot Game nó cũng Riot Game kiểu như là cần phải không biết nấp những sức mạnh của nó như thế nào đây. Sylas này, Volibear này, Gna 2, ok, cứ lên đi, mấy thằng em nó leo teo cũng phải lên hết, được chưa? Tuy là mình nghèo nhưng mọi người cho mấy thằng đệ cũng phải lên 2 sao. Ok, đồ xịn sò cho nhện của chúng ta đã có đủ rồi. Rồng thần cơ. Trận này mình gặp Mastery không? Không gặp mà mình gặp Quyên. Đội hình của bạn Quyên này thì chơi xạ tiễn kết hợp với đấu sĩ. Best friend thì này là lủng rồi, best friend phải tách ra 2-2 chứ. Bạn này lại xếp trụng như này là không ổn rồi. Quyên ơi là Quyên. Nhện người ta 1 sao thôi nhưng mà nó cũng gây tương đối nhiều sát thương anh em nhỉ. Tôi rất là thích nhện nó cào mấy cái con mà thấp máu trước. Đấy. Kiểu nó cứ đu đi thôi anh em. Mười này. Bay cả. Bay này. Được của nó luôn. Nhện này gánh team chất. Nhờ anh em nhờ. Đánh giá là nhện là một trong những cái vị tướng 3 vàng mà carry cực kỳ ổn. Tiếp theo đấy là mình sẽ thêm con Olaf, Dina, Sylas thì tôi thấy cũng không khoai lắm. Lê Sin thì cũng gọi là sau Leona với cả Diana thôi. Đấy, để theo cái đánh giá cá nhân nhá. Con Swain này thì nó cũng mạnh nhưng mà tôi thấy ít anh em chơi quá. Mình phải dồn đồ tạm cho nó gánh đam đằng sau một chút. Còn Nico thì chúng ta có thể lắp cho nó những trang bị phòng thủ là được rồi. Elise 2, Volibear 2, Soraka tôi đang muốn cho nó vào hồi máu tí. Với cả nó cũng là Ngọc Long à. 6 Ngọc Long bây giờ thì nó gọi là điều không thể rồi.
Silas ám long. Mình đang muốn kẹp thêm một chút ám long anh em ơi, cho con nhện chúng ta nó mạnh hơn á. Hai phước lành vũ trụ và trái tim thượng long đến từ vị trí của Soul Boy 1992. Vẫn spam bài 5 mi à. Địch khổng lồ cho Vedas là chính xác. Nhện của chúng ta chỉ cần bay cào được chết một mục tiêu nào đấy thì nó sẽ bay liên tục. Úi giời ơi, bay lên nào, là em bay lên nào, lên. Ui giời ơi, 10.000 sát thương đến từ vị trí của bờ nhện, quá mạnh anh em ạ. Để list tiếp này, mình sẽ tối ưu bằng cách vừa úp cấp và vừa roll. Lâu lâu nó ra cho mình với 35% tỷ lệ thì cửa hàng nó cũng phải đổ lại ra 1-2 con như đúng không. Bạn này thì có Illaoi 3 rồi. Ồ, bạn này dùng đồ cho Cocky Liên Minh Rồng Thần. Kèo căng, kèo căng. Đội hình full rồng đúng không? Full rồng này có vẻ chất lượng đấy. Trận này có hai bạn chơi Thượng Long luôn, một bạn thì có Nami 3. Trong khi đấy thì AR74 thì đã có cho mình được Illaoi 3 rồi. Illaoi 3 này thì tôi thấy đồ nó hơi bị thiên đường phép. Tôi thấy nhiều anh em đổ Illaoi đổ tanh thôi. Ông này chơi hẳn đồ phép từ nay là máu lửa quá. Rồi luôn. Sao gọi là 7 trận thua liên tục và bây giờ mình cũng đã gỡ gạc được lại 6 trận thắng. Ồ, nhiều tiền đấy nhở, lậm luôn nhở. Ngon đấy. Được. Swim. Này thì chắc là mình sẽ lắp một cái trên người Soraka vẫn còn một cái đai máu này, một cái tụ bão Zeke và một cái tim băng thôi. Đây là hai trang bị mình nghĩ là hợp nhất dành cho đội hình của chúng ta hiện tại. Vậy thì chúng ta phải lên cấp 8 luôn nhá. Tỷ lệ vẫn là 35% Ronda được những cái vị tướng 3 vàng. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ có thêm một con Soraka với cái khả năng cực kỳ lợi hại, đó chính là hồi máu linh thú. Chỉ có tinh nữ mới có thể làm được điều này thôi anh em ơi. Như thế này à? Trụ 5, trụ 7 lại như thế này. Như này thì Soraka nó lại không được boost cái tượng. Mà thực chất thì Soraka nó cũng không cần thiết lắm đâu anh em. COU. COU. Rồng 8 vàng. Ui, hai con nhện một lúc. Silas 2. Hay Silas bằng Soraka không nhỉ? Như thế thì ta có ám long đấy. Ao xin on Zoe. Đội hình chiến binh rồng kết hợp với ngọc long à. Để coi nào, không biết là có mạnh hay không. Ui, bạn này đang roll này. Bạn Quyên này cũng chơi à. Trận này anh em đam mê Thượng Long nhiều quá. Thế là mình kiểu như là thừa nước đục thả câu luôn. Ok. Anh em cứ tranh nhau Thượng Long là sứt đầu mẻ chán. Mình là cứ thế gọi là đi lên thôi, đúng không? Quá là đã luôn. Rồi. Úi giời ơi. Thượng Long này có vẻ mạnh này. Rồng Sivan Lesin. COU ra hơi nhiều. Không biết là anh em có thích con COU phiên bản chiến binh rồng hay không. Nếu thích thì comment cho mình nhá. Mình có thể làm COU chiến binh rồng xem sao. Nó có thực sự mạnh hay không nào. Ở hai cái thằng nhện này. Chưa thấy nhện đâu anh em ạ. Khổ thật đấy. Rồi sao mà mình bị bạn này mày chiếu nguyên cả cái độ hình rồi đấy. Đau đít thế nhờ. Chỉ cần gọi là mải roll một chút thôi ấy, là anh em là bị đấm ngay. Nhưng mà đấm hay không ấy là phải khỏi con nhện của mình. Ui nhện kìa.
Ui giời ơi, nhìn cái lượng máu đúng là phát nản luôn. Virus đã có diệt khổng lồ rồi đấy. Úi giời. Cá văn nữa đây. Hey. On pháp sư. On pháp sư không biết là nó có hút hai lần không nhỉ? Dê đâu mà hút hai lần? Triệu hồi được có một con dê đâu mà hút hai lần này đi. Nhìn sao mà được. Rất là nhiều pai này. Lê Xin Soraka Nico à. Được đấy. Nico 2. Rất là nhiều Nico luôn. Nico tiếp. Nico chiến binh rồng thì nó sẽ giúp cho con chủ chiến binh ấy, nó càng trâu hơn. À, bạn này chơi rồng liên minh. Dồn trang bị cho rồng đây dài. Như này tôi thấy là hơi bị nhiều đam, hơi nhiều tốc đánh quá. Đổi lại thì không có một chút đam nào. Anh em phải cân nhắc giữa lượng trang bị phòng thủ, tốc đánh và lượng sát thương. Chứ không có đam này là không được rồi. Anh em nhỉ, không đam mà không thấy, chả thấy đam đâu. Nhện của mình vẫn gọi là hăng máu đi cơ mà. Nào, kẹp nhạc công rồi này. Chúng ta có ấn pháp sư à? Có nên lấy không nhỉ? Ui, có lấy được đâu mà lấy. Lấy được thì cũng đam mê luôn rồi đấy. Xem nào. Mình sẽ lấy con này đi. Cho kiểu trang bị phòng thủ đi. Đam thì tôi thấy nhiều rồi. Đam mình nhện với cả Swem đam cái ké một chút. Còn đối lại thì rắn tanh là Nico tôi thấy là rất là cứng rồi. Chỉ còn hai con nhện nữa thôi nào. Nhện của tôi đâu? Cái này thì hay để dành đổi thành là cái máy chiếu nhỉ? Hay đổi thành cái tụ bão cho nhện thêm. Tạm thời mình cứ giữ lại như thế này đi anh em. Ui rồi. Bạn này chơi full rồng này. Đây bạn Huyễn Long. Hôm này bị bắt hết rồng Huyễn Long thế là chả thấy design 2 sao luôn. Bạn này có ảo ảnh này. Một trong những cái lõi công nghệ mà có được cái khả năng bất tử. Gọi luôn. Gọi luôn. Đau chưa? Chắc là không đau đâu. Chắc là không đau đâu. 66 máu. Bạn rồng thần này thì ăn được bạn Thượng Long. Nico này. Tôi chỉ cần hai con nhện nữa thôi nào. Cố lên nào. Già sùa đã có mặt. 2.250 máu và 100 sức mạnh phép thuật. Ui rồi ôi, Savannah nhìn căng phết. Tôi cũng thấy nhiều anh em có sát thương phép quá cho nên là mình sẽ quyết định đó chính là lắp một cái vuốt rồng nhá. Đây, hồi nãy là mình gặp bản sao của bạn này thì mình ăn được. Không biết gặp bản chính như này thì không biết là ăn được hay không. Ui, design đồ hơi máu đấy. Bay cào này. Bản sao thì mình ăn được nhưng bản chính thì mình không ăn được. Không giòn rồi. Có những dòng này tương đối trâu. Chén sức mạnh 68 tiền để có thể lên được cấp độ 9. Nhưng mà mình còn hai con nhện nữa cơ. Theo anh em là mình nên roll cố nhện 3 hay là lên cấp 9. Và chúng ta có được đội hình 9 chiến binh rồng đây. Coi nào. Còn hai con nữa thôi, tỷ lệ là 35%. Nó cũng cao rồi. Xem là còn sao chép tướng hay không nào. Không có rồi.
lại ớ nhện này 64 tiền vừa đủ luôn ạ. Mình sẽ chơi liều đi. Cho này vào đây. Này vào đây. Này vào đây. Ok. 99 minh đồng rồi anh em ơi. Còn cái tụ bão này à? Coi nào. Rồi ôi. Bạn rồng này nhìn kinh quá nhở. Tôi thấy là cái tụ bão nó cũng không thực sự cần thiết đâu anh em. Mình sẽ đổi lại xem sao. Ui giời. Solo không lại luôn à. Hay quá nhện ơi. Em xe van này là biến thái quá anh em ơi. Trời ơi. Máu 4.000 mốt luôn. À 4.004. Có cái đấy nhìn căng quá. Đây rồi nhận 3 đây rồi. May quá. Đây bàn tay công lý này. Trận này mình sẽ gặp bạn Lily. Xem như thế này vậy. Tiếc là không có thêm được một cái ẩn trên binh rồng nữa. Thì mình có thể chơi được cái độ hình 99 binh rồng và 4 hóa hình. Như vậy thì nó cái lượng máu của con Elise thì nó sẽ đáng sợ hơn rất là nhiều. Ui, bạn này bắt nhiều rồng quá, thì sao mà lên được cấp 8 đây? Tham thế. Các cụ nói không có sai đâu, tham là thâm đó anh em. Ui giời ơi. 12.000 máu ạ. 12.000 máu chứ bao nhiêu đâu mà. Nhìn cái thanh máu thì nó có vẻ như là hơi bị dày đặc nhở. Bạn nào đang xem đến đây rồi thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nhá. Đấy anh em, thay vì gọi là comment xem chùa, xem chùa thứ nhất, xem chùa thứ hai, xem chùa thứ ba, là anh em lại comment cho mình là like thứ nhất này, like thứ hai, like thứ ba, like thứ tư, like số bao nhiêu anh em, like số bao nhiêu anh em điểm danh cho mình cái. Thì tôi thấy là toàn xem chùa điểm danh. Chán thực sự. 84, 43. Lượng máu gọi là cơ bản của Elise. Rồi, để xem trận này có lật kèo được cái bạn kia hay không. Bạn Liên Minh Rồng này. Hơi tham rồng này, tôi thấy anh ông này bắt quá là nhiều rồng luôn. Bắt một con rồng á, đâu phải gọi là rẻ tiền đâu anh em. 8 vàng một con rồng. Đau đít chứ không phải. Thế thì anh em lại không tích được vàng. Không tích được vàng thì nó kiểu như là không có lợi tức. Rồi bây giờ mình ăn được ở đây này. Ok. Này thì Liên Minh Rồng thần. Ui. Có gì không? Ui rồi. Ôi không có ấy rồi. Không có ấn trên Minh Rồng. Nhưng mình sẽ chơi liều đi. Tại vì có hộp Pandora cho nên là mình sẽ lấy ấn ấn huyền thoại này về cho nó đổi lại. Thương Sojin. Sojin cũng không cần lắm. Set Yasuo này. Yasuo 2 đây. Savannah. Savannah thì tốn nhiều slot quá cho nên là không được đâu anh em. Ok, set 2. Cấp 9 Rona được set 2 này. Với 9% thì nó cũng gọi là hên đấy, hên thì mới ra được đấy. Nhạy nào. Úi giời. Úi giời ơi. Cắn không đau đâu, cắn không đau đâu anh em. Cắn một cắn có 1.300. Chấp 10 hút cái, 10 hút luôn. Đồng sai phần này chỉ có 3.100 máu. Mình nhận của mình gấp 4 lần máu của nó đồng sai phần. Lễ hội. Chỉ có tiệc đâu mà lễ hội hả. Biết kiếm này cũng được này.
phun máu toàn phần anh em ạ. Rồi xong. Không thấy con gia su 2 đâu cả. Buồn quá mọi người ạ. Ôi giời ơi. Haha. Bạn này kiểu như là chơi đội hình rồng mà tham quá. Đang muốn lên rồng 3 nhưng mà lại kiểu phân vân giữa mấy con rồng khác nhau ấy anh em. Rồi xong luôn. Đồ của con rồng 7 kia thì tôi thấy cũng được. Ô ô ô. Mạnh thế. Trời ơi mình thua à. Thế xong rồi xong rồi. Coi thường đội hình của team bạn rồi. Đây rồi. Vậy là mình sẽ cần phải có một con hóa hình như là con Nidalee. Tạm thời thì cứ chơi tạm Soraka nhé. Nidalee hoặc là Zasuhai. Nidalee hoặc là con Gna anh em ạ. Đội hình rồng của ông kia nhìn hơi xây đa mà nó mạnh nhở. Nhịn 9 chiến binh đồng của mình mà không ăn thua. Lý do là cái gì đây? Zasuo đi. Swim. Đây là Gna đây rồi. Mình sẽ cho anh em thấy một đội hình 9 chiến binh đồng và 4 hóa hình. Đấy được chưa? Pai. Còn 9 chiến binh đồng ấy mà kết hợp với được 6 hóa hình á thì tôi phải bảo anh em là ông nhân phẩm phải gọi là đẳng cấp như thế nào mới chơi được cái đội hình đấy. Ui, kẹp nhiều rồng đấy. 17.000 máu cho anh em ạ. Eo ơi. Tăng tận mấy nghìn máu, 5.000 máu, từ 12.000 lên 17.000. Giờ là chúng ta chơi kiểu chiến thuật lấy máu này người. Rồi xong, với trạng thái solo 1-1 với Zasuo thì khỏi phải bà. Căn bản là cái đội hình full rồng của ông đấy ấy, là nó ít người. Cho nên là anh em mình bắt nạt được khi mà dồn ép vào trạng thái solo 1-1. Đây, mình sẽ đổi đồ sang cho Zasuo nhá. Bàn tay, huyết kiếm. Cuồng đao thì cứ ném cho Swim thôi. Hết nấc rồi. Giờ thì chắc là luôn cố tìm con Gna 2. bạn này còn sao xếp tướng nha, chuẩn bị lên đồng Idas 3 à? Có hai con, phải thiếu hai con rồng Idas thì bạn mày mới lên được. Nhưng mà Idas 3 chưa chắc đã thắng được cái đội hình của mình đâu. Tại vì khi mà nhện của chúng ta nó cào hết mấy cái dàn đằng sau đấy, lại dồn ép vào cái thế 1-1, thế thì sao ăn được mình. Đây cứ như thế này này anh em này. Thấy không? Lazua là thể hiện ngay. Nhưng mà phải cho bạn này đi sớm thôi, bạn này đang khô máu ở level 7 này. Nico. Rất là nhiều Nico nữa, nhưng mà mình ôm Nico thì khả năng lên được Nico 3 rất là cao. Mà last round rồi. Hết rồi. Không có. Không có Gna 2. Bạn này thì cũng hết tiền rồi. Không lên được rồi. Rồi. Chúng ta cùng xem màn thể hiện cuối cùng. Hai Zasuo. Nhẹ nào. Bay nào. Úi giời. Cứ thế mà vã thôi anh em. End game. Vậy là trận đấu của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới ạ. Bye bye.